xin chào tất cả các em lại đến với phần 3 của video kiểm tra đơn hàng ngày 29 tây tháng 1 năm 2020. Và đây là đơn hàng của các bạn đặt ngày mùng 5 Tết nha. Và như đã nói thì video ngày hôm nay mình sẽ không có phần quà lì xì, nhưng mà sẽ có tất cả luôn ha. Đơn hàng nào cũng có những cái món quà may mắn đầu năm. Mong rằng một năm mới sẽ tràn đầy may mắn. Còn các bạn nào mà chưa được bố mẹ cho đặt hàng cũng như là chưa có quà thì cũng rất mong các bạn hãy vui lên, vì có thể các bạn sẽ được đặt hàng hoặc là có quà vào lúc giữa năm hoặc là cuối năm chẳng hạn ha. Và những phần quà ở phần 3 thì sẽ như thế nào, xin mời cùng đón xem. Ủa, đây là danh sách của các bạn đã đặt hàng ở phần 3 nha. Còn đây là phần 1 nè nha, phần 1 nè. Đó, theo cái vòng này là các bạn đặt hàng ở phần 1. Ấy phần 2 chứ, các bạn có thể chụp hình lại để xem có tên mình hay không, tìm cho dễ nha. Còn đây là phần 1 ha, đây là phần 1. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Dạ Quỳnh 80.000 đồng. Bạn mua 2 bịch băng keo. Mỗi bịch là 5.000, ở bên trong thì sẽ có là 5 cái miếng như thế này nha. Và còn có là một cây bút. Wow, một cây bút hình viên thuốc ha. 7.000 đồng nha. Tinh to. Còn đây là ba cái móc khóa. Dễ thương không nào? Mỗi móc khóa như vậy thì là 10.000 đồng ha. Có là chậu xương rồng nè và một bé xương rồng, dễ thương không? Trời ơi, giống như là cài nơ cài hoa ở trên đầu vậy đó. Đó, có gai nữa, rất là đáng yêu. Và một bạn là gấu panda. Và mỗi cây cái móc khóa này là 10.000. Và đây là phần quà đầu năm may mắn cho đơn hàng nhé. Đó là một cây thước hình học nè, rất là dễ thương. Xin chào Phan Thị Thu Minh, đơn hàng 79.000. Đầu tiên là một bịch kẹo marshmallow nè, có hình bông hoa rất là dễ thương luôn, 16.000 nha, mềm như whisky. Đây, rồi trời ơi, còn có hai viên kẹo dẻo, mỗi viên là 2.500 nha. Những lớp kẹo dẻo chua chua ngọt ngọt. Hương dâu rất là thơm, 5.000. Tuyết 10.000, Borat 5.000 và một bịch giày cho búp bê có giá là 5.000. Và đây là một cái ấm nước may mắn đầu năm tặng cho đơn hàng nha, để rót nước cho búp bê. Xin chào Nguyễn Ngọc Ngân Khánh, đơn hàng 139.000. Đầu tiên bạn mua đó là một bịch kẹo con mắt, mắt xanh, mắt đỏ, mắt tím ha, bịch kẹo ma quái nè, mắt ma quái 23.000. Còn có là cái tủ năm học nè, đó tủ năm học 45.000. Wow, và hãy xem bạn mua nè, tới 4 quyển sổ luôn. Đầu tiên sẽ là quyển sổ hóa đơn, rồi đến là phiếu thu, phiếu chi. 3 quyển này á, là mỗi quyển 12.000. Rồi đến là quyển sổ biên nhận là 5.000 đồng nha. Và sau đây là chị sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn về cách để sử dụng quyển sổ này luôn nha, tại chỗ luôn. Đây là quyển sổ hóa đơn ha, là chúng ta sẽ ghi nè địa chỉ rồi chỗ của mình ở, cái tên của mình. Đó, quyển này là quyển số 1 năm 2020, ví dụ như vậy. Rồi, ở đây ha, mình sẽ ghi là tên của mình, người bán nè. Đó, số liên là liên số 1 ha, người mua hàng, địa chỉ ở đâu, tên hàng mua là tên hàng, ví dụ như là một cái hay là một con hay là một bịch hay là một lon hay là một chai gì đó. Ở đây là đơn vị, số lượng 1, 2, 3, 4, ví dụ như là mua 2 con búp bê hay là 3 cây viết, vậy đó là số lượng. Giá là 2.000 mấy ngàn vậy đó. Rồi nhân lên nhân số lượng với lại giá thành tiền, cộng lại. Viết bằng chữ ở dưới đây cho nó chắc nha, bởi vì nhiều khi mình cộng mà mình ghi bị sai á, mình viết bằng chữ luôn. Rồi ký nhận ha, ký nhận người bán, người mua, ghi là đã nhận đủ tiền. Và đặc biệt là cái liên này nè ha, chúng ta sẽ có thể nè ghi một cái thì nè, đó như thế này. Khoan khoan cái xíu khoan nha. Nè ha, nãy chị cà một cái nè. Đó, nó sẽ như thế này, tương tự như là nó scan qua luôn á nha. Viết một liên được hai liên, khỏi phải viết nhiều lần nha. Cái này là các bạn có thể tập bán hàng nè. Đó, ví dụ như mình chơi búp bê hoặc là mình chơi bán hàng thì mình có thể là tập ghi mua hàng. Đó là một cái bài học cũng khá là hữu ích luôn nha. 12.000 đồng, vừa chơi vừa học. Hoặc là làm việc luôn, bán buôn thiệt luôn cũng được luôn ha. Người đi làm là người ta sử dụng thật luôn á. Rồi đến là phiếu thu và phiếu chi, có nghĩa là tập cho mình cách quản lý, để quản lý tiền bạc nha. Một bên là phiếu đầu tiên là mình sẽ là có phiếu thu. Ví dụ như Tết này mình được là bao nhiêu tiền lì xì, người thứ nhất lì xì bao nhiêu đây. Người ta nộp tiền cho mình. Ba mẹ, họ tên ba mẹ, địa chỉ, lý do nộp là lì xì Tết, hoặc là lý do nộp là mình bán được cái gì đó, hoặc là mình được thưởng một cái gì đó, số tiền ha, rồi có kèm theo gì không, ký vô, ghi nhận vô. Đó, cứ mỗi một lần được nhận tiền thì mình sẽ ghi một cái phiếu thu như thế này. Và nếu như là bán hàng á, nếu là bán hàng á thì mình cũng có thể ghi là mình đã nhận tiền như đây, hoặc là mình cho ai mượn á, mình ghi làm
Nè, như vậy đưa cho thằng ta ký vô ha, cũng ký một liên thành hai liên nè ha, ký một thì thành hai. Rồi phiếu chi, đây là thu, là tiền thu vô túi mình, chi ra thì cũng phải là có cái phiếu chi nha. Đó, chi ra ngày hôm nay mua một cái búp bê hay là mua ở shop búp chi bi là hết nhiêu tiền, ký vô là ghi nhớ là bữa nay là mua hết nhiêu tiền đó. Hết cuốn sổ này tổng kết coi là mình thu cái gì, mình chi cái gì, mình sẽ dễ quản lý hơn nha. Rồi biên nhận, đó biên nhận là tôi đã tặng cho bạn một con búp bê, ký vô đó để làm bằng chứng trước tòa. Đó là sổ biên nhận nha, biên nhận nè, đó bên nhận nè, thấy không, hai liên xé ra một bên, một bên là nhận, một bên là mình giữ. Nói chung là nó hơi rắc rối một chút xíu, nhưng mà đó cũng là một cái bài học rất là hữu ích cho chúng ta về cách quản lý tiền. Nhà trường thường thì không có dạy, nhưng mà với cái bộ này thì trong cái việc hàng ngày mà mình sử dụng tiền ăn sáng, tiền đi chơi lì xì á, mình cũng có thể sử dụng từ từ cho nó quen nha. Tập một cái tính là sử dụng tiền ngăn nắp có hiệu quả. Đó, 12.000 đồng một quyển, còn quyển này là 5.000. Và đây xin tặng cho bạn đó là một cái bếp đây nha, một cái bếp để nấu thức ăn cho búp bê và một cây thước, món quà may mắn đầu năm. Xin chào Nguyễn Thị Ngọc Thanh, đơn hàng 213.000. Yeah, và đầu tiên bạn mua là cả một cái vỉ phụ kiện luôn nha. Đây nè, vòng cổ, vòng tay, lắc tay, vương miệng, rất là dễ thương. Vỉ này là 100.000 đồng. Đó, toàn là những cái đồ nè ha, hết sức là đẹp lộng lẫy luôn. Rồi tiếp đến là vỉ phụ kiện 80.000 đồng, 87.000 đồng. À xin lỗi nha, 80.000 đồng, có rất là nhiều túi xách đẹp ha, cũng như là tai phone, wow, vali, rồi nè, nói chung là micro rồi nữa. Ui, có cả điện thoại luôn, rất là đẹp, tiết kiệm 20.000 đồng khi mua nguyên một cái vỉ như thế này. Wow, và bạn được tặng là một cái bếp ga, một cái bình nước và một cái thước nha, ba món quà may mắn đầu năm. Xin chào đơn hàng anh Tùng, đơn hàng 216.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một cái giường hồng có nệm nè, có gối đầu và gối ôm luôn, 60.000 đồng. Một bộ gối cho búp bê nha, đây gối đầu và gối ôm, dễ thương không? 18.000, chất liệu vải rất là đẹp luôn. Còn có là một em chibi, đó, một em bé nhí dễ thương nhỏ nè, 8.000. Tiếp theo thì là chibi nam, đó, chibi nam cắt tóc gọn gàng, dễ thương, mặc bộ đồ vest nữa nè nha, bộ vest nhung đàng hoàng luôn, 20.000 đồng. Rồi tiếp theo thì là cặp đôi hoàn hảo. Đây, cặp đôi hoàn hảo nha. Ủa lộn. Ủa đúng rồi, đúng rồi. Ra đúng rồi, cặp đôi hoàn hảo. Đây là em búp bê mắt đá ha, với màu tóc đỏ nè, rất là sành điệu trong Tết này luôn nha, 35.000 đồng. Đây, đó. Còn anh Ken, đây anh Ken mặc một bộ đồ sành điệu chưa, để đi chơi Tết á, 45.000. Ken, và đây là ba món quà may mắn nha, xin gửi tặng nè. Và bây giờ xin chào Nguyễn Minh Ánh, đơn hàng 346.000. Và đây, đó, đây là ba em búp bê dễ thương nha. Mỗi một em như vậy thì chỉ có là 25.000 đồng thôi nè. Đó, mặc bộ đồ yoga. Đó, ba bộ đồ đồng phục luôn. Chắc học chung một lớp yoga nè. Rất là dễ thương ha, thắt bính gọn gàng. Đây, rất là đẹp. Tiếp theo là sắp giấy tô màu 20.000 đồng. Rồi đến là hai cái váy đơn giản, mỗi cái là 3.000. Rồi tiếp đến là ly và chai nha. Đây nè, cứ một cái chai như thế này, kèm theo là một cái ly như thế này là 5.000. Và ở đây chúng ta có tổng cộng nè, 7 Up nè, C2, Coca-Cola, Milu, Heineken, Pepsi và bia Sài Gòn ha, là 7 chai. Ở đây là có 7 cái ly nha, 5.000 đồng. Rồi thì có giày nè ha, 2-4 bịch giày, mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng. Cũng như là phụ kiện, túi xách và vương miệng rồi nè, 5.000 đồng một bịch. Còn đây, đó, tới hai em búp bê xinh đẹp nha, búp bê mắt đá nè, 35.000 đồng một bạn. Đó, thấy không? Ha, tóc xanh và tóc tím hồng, mặc váy nè, đó, rất là đẹp lộng lẫy luôn nha. 35.000 đồng một bạn. Tiếp đến thì là hai anh Ken. Đó, hai anh Ken rất là đẹp trai trong một bộ vest xanh và vest đen. Mỗi một bộ anh như vậy thì là 35.000 đồng ha. Đây. Siêu đẹp trai nha. Và đây là ba phần quà may mắn đầu năm nha, nồi cơm điện, ấm nước và một cái bếp ga. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Trúc Linh, 133.000. Bạn mua là một cái lắc chuông, đó, một cái lắc chuông nha, hình của bé heo, 15.000. Rồi đến là một cây búp lò xo có nước nè, 15.000 luôn. Kẹo bong bóng nha, kẹo bong bóng hay còn gọi là kẹo xà phòng, 22.000 đồng. Và còn có là một cái quýt si dâu,
dễ thương không nè, 18.000. Và còn có một quyển sổ nước nè ha, vừa có nước vừa cứ có kim tuyến và hình vẽ rất là đẹp và ảnh hologram nữa nha. Quyển sổ này là 30.000 đồng này. Và đây, đó, phần quà tặng là một hộp đất sét nha. Và bây giờ xin chào Nguyễn Hoàng Yến Vi, đơn hàng 135.000. Đầu tiên sẽ là một cái bịch mắt nước BTS 32.000. Rồi đến là một cái laptop 5.000. Hai cái váy đơn giản mỗi cái là 3.000. Rồi tiếp theo thì là những bịch phụ kiện giày ly chai 5.000 đồng ha. Ví dụ như đây là bịch giày nè. Đó, những đôi giày rất là xinh luôn ha. Đế xuồng rồi nè, 5.000 đồng một bịch nha. Bạn mua là hai bịch ha, những đôi giày rất là đẹp. Rồi đến là cái giỏ sách. Đó, đẹp chưa, 5.000 đồng một bịch. Phụ kiện nè, vương miệng, vòng cổ, vòng tay 5.000 đồng một bịch. Rồi đến là ly chai 5.000 đồng luôn. Cái cặp táp cho búp bê đi học nè, 9.000. Còn đây là tiền mini cho búp bê nha, 2, 4, 6, 8, 10 bịch luôn. Mỗi bịch là 2.000 đồng. Qua đây thì chúng ta cũng sẽ học được cách sử dụng tiền ha. Và đây là hai phần quà may mắn đầu năm. Còn bây giờ Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên ơi, đã đến đơn hàng của Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên 212.000. Wow, và đây là hũ slam may 30.000 đồng được tặng kèm theo cham và tuyết. Còn có là bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món làm được 5 loại slam khác nhau. Rồi tiếp theo thì là em búp bê mắt đá nè, đó, khuôn mặt rất là đẹp ha, tóc cũng đẹp nữa nè. Đó, mặc một cái váy ống ánh chưa, 35.000 đồng nha, đây. Rồi còn có là một cái combo phụ kiện búp bê 87.000 đồng nha. Mua cái combo này tiết kiệm được 20.000 đồng bởi vì mua từng món là khoảng 100.000 lận á. Đây ở bên trong của nó này ha, có thảm chùi chân, rồi là có là giỏ sách, giày nè ha, giá đỡ nè, tập sách cho búp bê đi học nè, rồi giỏ sách, ren, lúp cô dâu, cài tóc, ly mì, rồi ly, giày, laptop, giỏ sách mắt kiến, túi, quá là phụ kiện nè, rồi chai nước nè, tiền nè, váy đơn giản nè, rồi có cả là móc, rồi có là ly chén, mì ly đồ nữa nha, rất là nhiều luôn. Và đây là ba món quà may mắn đầu năm dành cho đơn hàng của mình nha. Và bây giờ xin chào đơn hàng Lan Anh 305.000. Và bạn mua đó là một cái hũ slam trong, đó có hình của bé gấu Thi Tú Tài đậu rồi nè. Đó, có nhiều kim tuyến đồ nữa, 30.000 đồng. Một hũ slam may 30.000 đồng nha, được tặng kèm theo cham và tuyết. Wow, và một cái bóp đựng viết nhung. Đó, dễ thương như thế này, có hoa đào và hoa mai, có hình bé thỏ nữa, rất là đẹp luôn, 60.000 đồng. Và đây, đó, bạn mua đó là một cái ba lô bé thỏ hologram, rất là đẹp luôn nha. Nè, có viền hologram nổi bật chưa? Cái này nó cũng hologram luôn. Nè, cái đế nó cũng hologram luôn. Wow, sáng tưng 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 luôn á, sáng trưng 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 luôn á nha, rất là dễ thương luôn như thế này. Đây, ba lô. Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy ta, quá xinh luôn ha. Đó, chấm bi nhẹ nữa, rất là sang trọng luôn. 155.000 đồng nha. Đây, 155.000 đồng. Rất 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 là đẹp ha. Xem xem. Và đây, được tặng đó là một em bé búp bê đang nằm ngủ trong một cái kén nhung. Đó, rất là đẹp luôn như thế này nha. Wow, em bé này quá dễ thương. Tiếp theo xin chào Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đơn hàng 250.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một bịch kem sữa ATM 50.000 đồng. Wow, và hãy xem đây, một cái bánh kem dâu Happy Birthday to you. Rất là dễ thương. Happy birthday to you, happy birthday to you. Một cái bánh sinh nhật siêu to khổng lồ luôn. Và đây là cái bánh Whisky, không ăn được nha. Tuy nhiên nó rất là mềm luôn nè, đụng nhẹ thôi là nó đã mềm 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 rồi. Và nó có giá là 100.000 đồng bởi vì nó có rất rất là nhiều dâu luôn, thấy không? Đây ha, mình sẽ bóp thử một cái nè. Wow, yeah. Và tiếp theo là 4 bịch borax, mỗi bịch là 5.000 đồng. Keo sữa nhỏ là 4.000 đồng một chai nha. Rồi đến là bịch tuyết này là 10.000. Wow, cái hũ lớn này là 6.000 đồng. Hũ nhỏ trái tim này là 2.000 đồng. Một bịch màu có 5 chai như thế này nha. Đó, 5 màu, 14.000. À, phần quà ha, đất sét nè, gửi tặng cho em. Và bây giờ là đơn hàng Anh Thi 365.000. Đầu tiên sẽ là hai bịch keo sữa ATM, mỗi bịch là 50.000 đồng. Tiếp đến là bộ kit làm slam 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 ha. 4 bộ kit làm slam, mỗi bộ như vậy là 30.000 đồng, 12 món làm được 5 loại slam khác nhau. Rồi nha, tiếp theo thì là đây. 3 bịch tuyết xanh bông bạc, mỗi bịch là 8.000. 3 bịch borax nha, mỗi bịch là 5.000. Bịch tuyết Mỹ 8.000. Rồi tiếp theo thì là
Bút BTS nha, bút BTS, bút sổ và bút thẻ BTS là 5 cái. Đó, đây là 5 cây nè, mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng. Và một em búp bê mắt đá nè, đó, tóc rất là đẹp luôn như thế này ha, khuôn mặt rất là xinh. Váy lấp lánh chưa nè, quả hầu còn có hoa và xòe ở phía dưới nữa nha. Bộ đồ và búp bê chỉ có 35.000. Và đây là phần quà tặng ha, 4 món luôn. Đó, 4 món luôn trong video ngày hôm nay nha. Bạn được tặng 4 món luôn. Yeah, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng phần 3 của ngày mùng 5 Tết, tức là ngày 29 tây tháng 1 năm 2020. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Trước khi tạm biệt thì xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc xin vậy nha. Muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, nhắn tin Zalo hoặc là Facebook cũng được luôn. Zalo và Facebook là Bé Út Chibi 0937899707 nha. Đặt hàng trong dịp Tết này chúng ta sẽ có cơ hội nhận những phần quà dễ thương. Nào, hãy cùng gọi 0937899707 nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại vào ngày mai.